Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh tạo mặt phẳng chuẩn mà chứa hai cái đường thẳng đồng phẳng. Đây như thế này, ví dụ như tôi có một cái hình như thế này. Đó. Sau khi tôi vẽ cái mặt sketch này xong rồi tôi ép chuẩn nó lên để được cái hình 3D như thế này. Sau đó tôi sẽ dùng lệnh tạo mặt phẳng chuẩn mà nó đi qua hai cái đường thẳng hoặc là chứa hai cái đường thẳng đồng phẳng đây, hai cạnh này. Đó, sau đó tôi đứng trên đây tôi vẽ một cái đường tròn đây để tôi edit cut nó đi đục cái lỗ này nè, cái lỗ này nè. Ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể bên SolidWorks nha. Các bạn mở SolidWorks lên nè, rồi các bạn vô new nè, đó vô new path nè, ok nè, đó các bạn vô thẻ sketch nè, rich sketch nè, trên mặt phần lên nè. Đó, bây giờ các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái hình chữ nhật ha, gọi là hình vẽ hình chữ nhật nè, click vô đây nè, kéo ra. Rồi, cái hình chữ nhật này á có chiều dài là 100 và chiều cao là 70, sau đó là chiều này 40, chiều này 30. Rồi. Ghi kích thước này, đè phím phải đẩy lên phía trên nè. Kéo xuống 100. Ok. Lít vô cạnh này kéo qua 70. Ok. Rồi, sau đó tôi tiếp tục vẽ thêm một cái hình chữ nhật nữa ngay góc này. Lít vô kéo ra. Đó, sau đó tôi đè phím phải chuột đẩy lên phía trên ghi kích thước nè. Cạnh này là 40 nè. Đó, cạnh này là 30 nè. Đó, sau đó tôi chim đi các bạn, gọi lệnh chim nè. Đó, vô power chim này ha. Mình sẽ đè giữ chuột và kéo xuống đứt đứt. Đó. Sau đó tôi finish cái cạnh này đi. Finish cái sketch này đi. Đó, xong tôi add chuột lên. Add chuột lên nè. Đó, ví dụ tôi add chuột lên là 40 đi. 50 đi. Ok. Đó là tôi xong được cái khối này. Bây giờ từ cái khối này tôi sẽ dựng một cái mặt phẳng chuẩn chứa cái cạnh này và cạnh này ha. Tức là dựng mặt phẳng chuẩn mà chứa hai hai đường thẳng á, đây vô geometry ha, vô reference geometry, vô blend nè. À. Click chọn vô đây. Click chọn cạnh này. Click chọn cạnh này. Đó. Khi các bạn click hai cạnh này thì nó tự hiểu là cái mặt phẳng của ta sẽ chứa hai cái cạnh này. Ok. Đó. Sau đó mình sẽ đứng trên hai mặt phẳng này mình vẽ cái đường tròn vô sketch nè, sketch nè. Đó, khi các bạn vừa mới vẽ xong cái hình cái mặt phẳng chuẩn này thì khi mình rich sketch nó sẽ nhảy lên cái mặt phẳng chuẩn đó nó đứng luôn, cần trên số 8 nó quay vô nè. Rồi bây giờ tôi gọi lên vẽ đường tròn ha, đây nè, click vô gọi lên đường tròn, mình sẽ giống này ngang tâm này nè, đó ngang trung điểm của cái cạnh này kéo qua, click đại điểm kéo ra. Đó, thì cái đường tròn này là đường kính là cho 30 đi. Đó, tôi coi cụ thể bên này bao nhiêu. Đường kính là 20 và cái khoảng cách từ mép ngoài cho đến này là 25. Đây cái kích thước là từ mép ngoài này cho đến tâm này. Đó, là 25. Và đường kính này là 20. Ok. Đó, mình quay coi. Mình bị lộn mặt nha, đây các bạn phải quay cái mặt này nè, add kép ra. Đó, các bạn delete cái cạnh cái đường kích thước 25 này đi. Đó, các bạn nhớ là quay vuông góc với cái, ở cái hướng này nha, bấm kênh trên số 8 như vậy đó. Đúng chưa, chưa đúng, kênh trên số 8 một lần nữa, kênh trên số 8 đây như thế này mới đúng nha. Đó, vậy thì các bạn sẽ ghi kích thước nè, ghi kích thước nè. Các bạn nắm vô cái khoan cái này, các bạn ép kép ra, các bạn nắm vô cái tâm này nè, các bạn kéo lên phía đây một tí rồi ghi kích thước nè, từ tâm này cho đến đầu mút này đó là bao nhiêu, 25. Ok, phải 25 không, để tôi coi coi. Đúng rồi, từ đây tới đây 25 giờ. Đó, được cái hình như này, đó, cái đường tròn của mình đó, vẽ trên cái sketch nghiêng như nè. Ok, finish cái sketch đó đi. Xong mình qua thẻ feature, mình vô edit cut. Đó, mình sẽ chọn cái drawn và mình đảo chiều lại, các bạn thấy chiều này hiện giờ nó edit cut lên phía trên, mình lật ngược lại giờ drawn luôn. Ok, đó các bạn thấy này, đó tôi đục một cái lỗ xiên. Nếu như mình không có cái mặt phẳng chuẩn nghiêng này á thì mình rất là khó đục cái lỗ này ha, rất là khó đục cái lỗ này nha. Tại vì mình nếu mà không có cái mặt phẳng plane 1 này thì mình sẽ đứng trên đây. Đứng trên đây thì thường mình đục sẽ vuông góc ha.
À, như vậy là gì? Tôi vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện xong cái lệnh là tạo mặt phẳng chuẩn mà chứa hai cái đường thẳng đồng phẳng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thưa, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Các bạn nhớ subscribe, like và share cái kênh của mình để đón những cái clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn.